Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp thứ 168 của kênh nghệ TND. Hai anh em mình gồm em Duy và Lương sẽ thay nhau trả lời và tư vấn cho các bạn qua số hỏi đáp của ngày hôm nay. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn Farida Fame. Bạn câu hỏi là: anh ơi, con HP Pavilion 15 i7 8750U muốn nâng máy từ màn hình không cảm ứng thành có cảm ứng thì làm sao tốn nhiều tiền? Em có nghe được mà em không biết ạ. Em thứ nhất là con chip của em không có chuyện là 8750U đâu em ơi, nó chỉ có 8750H thôi em ạ. Nếu mà dòng Pavilion thường để nâng cấp lên màn hình cảm ứng thành không cảm ứng thì nó luôn là không nâng đâu em. Bởi vì nó sẽ onboard ngay từ ban đầu, em phải chọn. Nếu mà em có muốn nâng được thì phải thay đổi cả cáp, thay đổi cả màn hình. Nếu mà chiếc máy mà có tìm như thế thì nâng cấp lên thì chi phí nó rất là lớn. Hình như anh nhớ không nhầm thì em cũng gọi điện cho anh cũng tư vấn cho em rồi em ạ. Còn em mua máy thì em phải chọn ngay từ ban đầu, chứ không có chuyện là mình mua về cái màn của mình là không full mà biến thành màn full. Em còn bảo là có cái thiết bị nào mua cắm một cái driver từ bên ngoài nó luôn, không có đâu em ơi. Laptop nó không làm như vậy em ạ. Để cảm ứng được thì thường nó sẽ có một lớp kính, mà thường thứ hai nữa là có một cái lớp nó tráng trực tiếp trên màn hình. Đấy thì mới cảm ứng được, chứ không có chuyện là mua về cắm thêm một cái driver như em nói là dùng được đâu em nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Vĩ Tăng Thoại. Bạn có hỏi là: anh ơi, chọn New Dell XPS 7390 hay là ThinkPad X1 Carbon Gen 6, cái nào ổn ạ? Em cảm ơn ạ. Đây là hai đối thủ truyền kiếp của nhau em ơi. XPS thì nó sẽ có ngôn ngữ thiết kế hiện đại trẻ trung và rất là sang trọng. 7390 thì chắc chắn là sẽ có cấu hình cao hơn so với X1 Carbon Gen 6. X1 Carbon Gen 6 thì sử dụng CPU U thế hệ thứ 8 và con 7390 nhảy phát lên thế hệ thứ 10. Thứ nhất là về hiệu năng thì chắc chắn XPS 7390 nó sẽ hơn. Anh nghĩ nếu mà em thích một chiếc máy có cấu hình đời mới và thiết kế hiện đại thì XPS sẽ hơn. Còn em thích một chiếc máy có thiết kế tối giản và thích theo cái phong cách gọi là bấm bàn phím, nhiều điều bàn phím chính xác thì dòng X1 Carbon Gen 6 nó sẽ hơn em ạ. Nhưng mà X1 Carbon Gen 6 cấu hình sẽ thấp hơn em nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Thế Đỗ. Bạn có hỏi là: anh tư vấn cho em một con máy Dell tầm giá từ 7 đến 10 triệu, mỏng nhẹ chất lượng nhất, bàn phím gõ sướng, pin trâu, dùng cho 4 năm tới và em là sinh viên năm nhất, có khả năng nâng cấp về sau, màn hình to, chạy mượt và êm ái và mát ạ. Em không chơi game nhiều, chỉ dùng để học tập. Nếu có thể chơi Liên Minh Mobile setting thấp nhất mà mượt thì càng tốt ạ. Liên Minh setting thì anh nghĩ là với tầm tiền của em chơi thoải mái cho em. Còn nếu mà cái tầm trong khoảng 4-5 thì con này sử dụng ví dụ là 7-10 triệu, em chọn cho anh con 7-450, đó là của Dell. Máy được trang bị đó là màn hình 14 inch Full HD và bàn phím con này bấm cũng cực kỳ sướng, có ổ cứng SD, màn hình Full HD IPS. Nếu mà chơi Liên Minh thì anh nghĩ là mức FPS cũng tương đối là tốt. Chơi Liên Minh huyền thoại ấy, nếu mà FPS phiên bản i5 thì nó sẽ nhận được khoảng 5-60, anh nghĩ là chơi cũng khá là ngon lành rồi. Thời lượng pin dùng khá ổn, khoảng 3 tiếng đó. Còn nếu mà thích màn hình to thì máy nó sẽ hơi dày một chút em ạ. Ở đây thì anh thấy nó mỏng nhẹ. Mỏng mà nhẹ thì nó lại khó, mà mỏng nhẹ thường kèm theo đắt. Đấy. Còn nếu mà những chiếc máy màn hình to dày như này thường nó dành cho đồ họa và game. Bởi cái tầm tiền của em thì nói thẳng ra là hơi khó chọn em ạ. Thì còn nếu mà em thích mỏng nhá, màn to nhá thì sẽ có một con Dell, đó là Dell 5557 của Dell Inspiron, máy bằng trang bị vỏ nhôm. Và nếu mà em chọn nó i5 là 6200, RAM 8GB, SSD 256. Và màn hình con này thì em sẽ chọn bản phiên bản màn full, thì anh đang bán là 9,5 triệu, thì em có thể cân đối chọn chiếc máy Ultrabook đó, thì màn nó to và bàn phím của nó sẽ có thêm bàn phím phụ đó, thì em có thể cân đối lựa chọn em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư của bạn Trường Poco S1. Bạn có hỏi là: màn hình bị hở sáng có ảnh hưởng đến tuổi thọ màn không anh? Do em thay vỏ lắp nên bị màn IPS ạ. Thay vỏ lắp thì em phải xác định ở đây nó hở sáng là nguyên nhân do cái vỏ hay là nguyên nhân hở sáng do màn. Do là vỏ thì có thể cái vỏ của em nó bị kênh và em nhìn vào cái khe hở thì nó hở sáng. Còn nguyên nhân thứ hai là cái điểm màn hình nó bị hở sáng, nó cái điểm đấy nó sáng không đều thì nó hở. Thì em phân biệt một trong hai. Còn nếu mà do màn thì chắc chắn là cái tuổi thọ của cái màn nó sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì màn như thế là bị yếu rồi. Nó giống như cái bóng đèn của em dùng ấy, nó sắp cháy rồi chẳng hạn. Thì cái chân của cái bóng đèn này nó bị đen hoặc cái điểm sáng nó không đều. Còn nếu mà nó chỉ hở vỏ thì em đến cái chỗ mà người ta thay vỏ cho em cân chỉnh lại cho nó chính xác thì là ok. Còn nếu mà đi cho vỏ thì nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của cái màn em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Hùng Nguyễn Mạnh. Bạn có hỏi là: anh cho em hỏi để chơi game thì nên chọn SSD bao nhiêu GB ạ? SSD thì em phân biệt bây giờ là có nhiều loại. Đối với các máy thông thường thì SSD anh gọi là SSD SATA 3 và chuẩn của nó 2.5 inch truyền thống. Tốc độ đọc của những chiếc ổ này khoảng 500MB, tốc độ ghi khoảng 400. Đấy, đối với những chiếc máy đời cũ. Còn đối với cái dòng máy mà gaming trên bàn của anh đang giới thiệu chẳng hạn thì nó sẽ ví dụ chip từ đời 7 đời 8, có thể đọc được chuẩn ổ cứng SD NVMe.
LVMe thông thường thì nó sẽ có tốc độ đọc nó khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 1,5 nghìn một giây. Đấy là cũng rất là nhanh rồi, so với ổ kia nó nhanh gấp 3 lần rồi. Còn nếu mà những chiếc máy có trang bị cấu hình đỉnh, nó có thể chạy được 3 đến 4 nghìn một giây. Đó là những chiếc ổ cứng đỉnh nhất. Còn thực ra việc em chơi game thì nó không liên quan đến dung lượng chẳng hạn, nên không có điều kiện thì thôi. Lắp con SD khoảng tầm 120GB thôi. Cài đủ dung và các ứng dụng 120GB cũng thoải mái rồi. Cài Win nó mất khoảng hơn chục GB. Cài ứng dụng phần mềm mà cả để các phân vùng mà nó để chơi game mà nó loát cái bộ như cách vậy ấy, để 100GB cũng là ngon rồi. 120GB cũng thừa. Thì em cân đối con ổ trên thị trường, cái ổ thông thường giá khoảng 550.000. Còn nếu mà ổ M2 thì đắt hơn một chút, còn LVMe thường nó dao động 120 khoảng 850. Thì em có thể cân đối lựa chọn em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 6 của bạn Trần Việt. Bạn có hỏi là cho em hỏi có con laptop Acer tên thiết bị là X507UA. Sau đó em đi xét về cả đàn gốc thì tên máy lại đổi thành laptop 05C TIK T3. Tại sao vậy ạ? Trong trường hợp này của em thì anh nghĩ là do em cài cái hệ điều hành driver nó chưa chuẩn đấy em. Chứ không có chuyện em reset và lại đổi thành cái tên máy khác là không có. Asus thì họ sẽ mặc định trên các dòng sản phẩm của họ thì nó sẽ có tên. Trừ trong trường hợp mà em đi thay đồ, em thay main chẳng hạn. Mà thay main là nhiều trường hợp là một cái main của con Asus thì có thể lắp được nhiều đời máy. Có nghĩa là nhìn thì nó giống nhau thôi, nhưng mà thực tế thì model máy nó khác nhau mà nó khác cấu hình. Còn trong trường hợp em chỉ reset lại thì anh nghĩ là chỉ lỗi phần mềm thì em cài chuẩn driver là dùng ok ngon lành em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7 của bạn Phan Nguyễn Công. Bạn có hỏi là em đang dùng ThinkPad X1 Extreme bản 4K, thế thao tác nó lag hơn hẳn so với bản Full HD trước. Em dùng không biết là do cấu hình máy không đủ để kéo hay là do Win mới kích hoạt nên các driver chưa update xong. Nó như vậy, anh tư vấn giúp em đo điểm Cband R15 thì cũng được 1.000 điểm ạ. Như này là bình thường mà em. Thứ nhất là 4K nếu mà em mới bung ra thì thứ nhất là em update đi, cho nó lên cái bản Win mới nhất và các driver chuẩn nhất. Còn cẩn thận thì thôi cứ lên trang chủ tải nó về. Còn nếu mà cái hiệu năng của màn hình 4K Full HD thì chắc chắn nó cũng khác nhau một chút, bởi 4K nó phải xử lý mạnh hơn Full HD. Trong một số trường hợp chẳng hạn là chơi game hay làm đồ họa, nếu mà kéo 4K thì chắc chắn là Full HD thì nó phải nhanh hơn rồi. Còn có 4K đổi lại thì nó sẽ sắc nét hơn, nhìn đẹp hơn, trung thực hơn. Và đòi hỏi cái máy của em thì nó cấu hình cũng xử lý cũng phải mạnh hơn. Còn anh nghĩ là con X1 Extreme thì anh trải nghiệm rất là nhiều rồi, không có lối treo hay giật lag gì đâu. Em cài chuẩn driver úp rồi anh hết phần cứng của nó lên là ok em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Mạnh Hùng. Bạn có hỏi là ơn cho em hỏi có ai ở đây đã xài con Acer TravelMate P643. Làm ơn cho ít thông tin về em nó, em đang tính mua mà không biết em nó có không. Mong anh chị giúp em với ạ. Con này thì anh có trả lời em trên YouTube rồi. Đời máy nó cũng cũ lắm rồi em ạ. Thôi mua con này làm gì. Tại vì mua mấy con đồ này sau nay mai thay đồ đấy, nó mệt mỏi lắm em, nó không có đồ. Nếu mà tầm tiền ít thì em có chọn mấy con HP này, ThinkPad này. Đấy. Hoặc Dell ở Việt Nam nó nhiều. Đấy, 5-6 củ đầy mà em. Trong cái chuyện 5-6 củ vấn đề là khi em nâng cấp, em thay thế các linh kiện thì nó dễ và nó nhanh, không mất nhiều thời gian của em. Chiếc máy này của em thì anh có tra thông tin được sản xuất 2012, tương đối cũ rồi. Anh nghĩ là trong trường hợp này thì không nên mua làm gì. Với lại máy Acer thì nó bình thường với em. Chất lượng của nó thì cũng không phải là khủng khiếp lắm, mà lớp vỏ của nó thì kém lắm. Thì em có thể cân đối lựa chọn em nhé. Cứ mua mấy con HP này, Dell này, ThinkPad này, hoặc là mua mấy con Asus, Asus cũng được. Thì chọn những chiếc máy mà nó phổ thông trên thị trường. Đấy, nó dùng làm sao cho nó hợp lý em ạ. Vâng, và chúc bạn sẽ tìm được chiếc máy ưng ý cho mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 9 của bạn Thành Hiền Mạch. Bạn có hỏi anh ơi, em muốn mua laptop để học đồ họa chuyên nghiệp nhưng em không có nhiều tiền để mua một chiếc laptop quá đắt. Theo anh thì em nên mua laptop Acer ZenBook Flip 14 Core i7 hay là ZenBook UX 433 Core i7 ạ? Cảm ơn anh. Anh chẳng hiểu em nghĩ gì mà em lại mua một chiếc máy doanh nhân với cả trang bị chiếc U để làm đồ họa chuyên nghiệp. Em phải học lại ngay kiến thức nhá, không mua về không làm được lại khổ, tiền mất tật mang. Mà con ZenBook này cũng có rẻ đâu em, 2 mấy củ. Thứ nhất là em phải xác định những chiếc máy trang bị chiếc U không có cả đồ họa rời thì nó chỉ dùng cơ bản đó là văn phòng thôi, và đồ họa của nó xử lý là nhẹ nhàng, cắt ghép video, chỉnh sửa Photoshop, AutoCAD đơn giản thôi. Đã dùng từ chuyên nghiệp thì chiếc máy, hai chiếc máy em vừa hỏi anh, không có chiếc máy là làm được. Chuyên nghiệp là gì? Những chiếc máy phải đáp ứng tiêu chí là gì ạ? CPU khỏe thì ít nhất phải là CPU H thế hệ thứ 8, CPU H thế hệ thứ 9. Và chắc chắn phải trang bị kèm cầm hình rời mạnh mẽ, ít nhất phải GTX 1050 hoặc 1050 Ti, hoặc có điều kiện hơn là 1060. Trong cái phân khúc đầu tư của em thì anh nhìn vào đây la lá tầm trên 20. Thì em chọn những chiếc máy nếu mà thích cái phân khúc mỏng nhẹ mà đẹp, kiểu giống như Asus, thì chọn cho anh chiếc Dell XPS 9560 sẽ trong phân khúc của tầm 28 triệu, trang bị i7 7700HQ, cả màn hình là 1050 dung lượng 4GB. Màn hình con này để chuẩn màu 100% để em làm việc chắc chắn sẽ không sai số. Đấy. Còn nếu mà chiếc máy khỏe, rẻ, bền, đẹp chẳng hạn thì chọn những chiếc máy gaming có trên thị trường. Gaming thì thường nó trang bị chip i7 8750H
hoặc 97 là 12 bây giờ cũng có, tầm 30 triệu là em mua được chip 19 luôn. Và cảm hình sử dụng nó là series 16 GTX 1660T, rất khỏe luôn, 6GB DDR6 đó, việc anh nó xử lý đồ họa đây mới gọi là chuyên nghiệp đó. Hoặc là chọn những dòng máy chạm Mobile Workstation, nó hơi dày một chút, nó cục mình một chút, cực kỳ khỏe, làm việc gì cũng được. Bởi vì quan trọng nghề làm đồ họa thì nó cần đến việc xử lý, cái quan trọng là được việc. Em lại chọn hai chiếc máy mỏng, chiếc U thì không làm đâu em nhá, để cân đối trước khi em mua sản phẩm em ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng cho câu hỏi đáp ngày hôm nay của bạn John Vinh Vũ. Bạn có hỏi là anh ơi, cho em hỏi cái laptop Dell Ultrabook XPS 9350 bản i7 dùng để làm đồ họa, edit video, chỉnh sửa ảnh và chơi game nhẹ nhàng thì có ổn không ạ? Câu hỏi này thì lại hơi la lá dư câu hỏi thứ 9 này. Thứ nhất là anh cũng giải thích cho cô em ở trên, cô em ở dưới nhá. Ở đây thứ nhất là dòng XPS 9350 nó cũng giống y hệt mấy con Asus kia, UX433 chẳng hạn, trang bị CPU thế hệ thứ 8. Và đây là trang bị chiếc U 9350, còn nó sử dụng là i5-6300 hoặc i7-6500U và không cản họa rời. Nếu sử dụng các phần mềm cắt ghép video chỉnh sửa đơn giản, ok. Nhưng nếu mà sử dụng chuyên nghiệp render, chẳng hạn là render 3D hoặc là các phần mềm đồ họa nặng lề, chơi game nặng thì sẽ không đáp ứng được. Bởi vì chip U đó là chip tiết kiệm điện, không cản đồ họa rời, thiếu đi một bộ phận xử lý về đồ họa thì chắc chắn cái máy của em nó sẽ kém. Đấy. Còn nếu mà chỉ chơi game mà liên minh huyền thoại, những tựa game 2D thì cái máy nó sẽ vẫn đáp ứng cho em tốt. Ưu điểm của những chiếc máy mà các em đang hỏi là thế hệ Ultrabook nó rất là mỏng, nhẹ, cơ động, dành cho những người di chuyển đi lại và làm công việc văn phòng, đồ họa cơ bản thôi, hoặc có thể dùng trong lĩnh vực lập trình. Và các em chú ý là những chiếc máy của các em mua nhá, nó sẽ không có khả năng nâng cấp RAM. Đó, không có cắm thêm được cả màn hình đâu. CPU nó cũng vậy, nên các em phải cân đối. Còn nếu mà làm đồ họa mà thích cái mỏng nhẹ thì con này thì những cái nó chỉ làm những cái việc vừa rồi anh nói thôi em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp thứ 168 của kênh công nghệ tuần đây. Cứ 2 ngày thì anh em chúng tớ lại ngồi đây tư vấn, chen gió và mổ xẻ những chiếc máy tính nếu mà anh em yêu cầu. Nếu mà các bạn cần tư vấn về MacBook này, laptop này, đánh giá các sản phẩm này, hoặc hỏi về các câu hỏi phần mềm, anh em cứ đặt các câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời 100% qua những cái video như này hoặc có thể qua tin nhắn. Còn nếu mà tư vấn trực tiếp mà các bạn thấy lâu quá thì cứ gọi điện cho mình, số điện thoại của mình là 0773574499 ở đuôi. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ anh em mình để cho anh em mình có động lực, đó là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những cái video mới nhất, những cái kiến thức mới nhất bổ ích cho các bạn, và bọn tớ sẽ có các động lực để ra nhiều video hơn, ý nghĩa hơn. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.